Chào Nị, bắt đầu từ hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu một loạt bài mới với chủ đề giải Nobel. Như mình cũng biết, giải Nobel là một trong những giải thưởng danh giá nhất trên thế giới, được trao cho những cá nhân hoặc tổ chức có những đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực văn học, y học, hóa học, vật lý, kinh tế và hòa bình. Giải Nobel có nguồn gốc từ ý nguyện của Alfred Nobel, một nhà khoa học, nhà phát minh, doanh nhân và là người tạo ra thuốc nổ. Dù nổi tiếng nhờ các phát minh và những đóng góp cho khoa học, ông từng phải đối mặt với sự chỉ trích vì phát minh thuốc nổ của ông đã từng được sử dụng trong chiến tranh. Bước ngoặt xảy ra vào năm 1888, Alfred Nobel bất ngờ đọc được bản cáo phó nhằm về cái chết của mình trên một tờ báo Pháp với tựa đề "Kẻ buông cái chết đã chết". Do báo chí lúc đó đã lầm lẫn Nobel với người em trai Ludwig Nobel vừa qua đời. Điều này khiến Nobel suy nghĩ lại về di sản mà mình sẽ để lại cho thế giới. Vì không muốn được nhớ đến như một kẻ buông cái chết, Nobel quyết định thay đổi di chúc. Ngày 27 tháng 11 năm 1895, ông đã viết lại di chúc và quyết định dành phần lớn tài sản của mình để thành lập một giải thưởng trao cho những người có đóng góp xuất sắc trong năm lĩnh vực vật lý, hóa học, y học, văn học và hòa bình. Tài sản này sẽ được đầu tư vào một quỹ. Tiền lãi thu được hàng năm sẽ được trao cho những người có cống hiến lớn trong các lĩnh vực này. Sau này, vào năm 1968, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển đã bổ sung thêm giải Nobel Kinh tế để tưởng nhớ Nobel, nhưng đây không phải là một trong các giải thưởng được Nobel trực tiếp lập ra. Điều đặc biệt là ông yêu cầu giải thưởng hòa bình phải được trao tại Na Uy, trong khi các giải thưởng còn lại sẽ được trao tại Thụy Điển. Ông cũng không giải thích lý do vì sao lại lựa chọn Na Uy trao giải hòa bình, nhưng một giả thuyết phổ biến là do thời điểm đó Na Uy và Thụy Điển đang trong một liên minh hòa bình và Na Uy được xem là một quốc gia trung lập hơn trong các vấn đề quốc tế. Ngoài ra cũng không có giải Nobel toán học. Dù có nhiều lời đồn cho rằng do vợ của Alfred Nobel ngoại tình với một nhà toán học, nhưng đây đều là những lời đồn không có căn cứ. Cả đời của Nobel chỉ có 3 mối tình và ông chưa từng kết hôn. Và trong cả 3 mối quan hệ trên cũng không có sự xuất hiện của một nhà toán học nào cả. Giả thuyết được cho là hợp lý nhất giải thích vì sao Alfred Nobel không chọn toán học làm lĩnh vực trao giải là vì ông không có hứng thú với những bộ môn lý thuyết. Ở đây đối với ông, toán học chỉ có vai trò bổ trợ cho các ngành khoa học khác. Do đó, ông mong muốn trao giải cho những bộ môn có những đóng góp thực tế cho nhân loại. Ngày 10 tháng 12 năm 1896, Alfred Nobel qua đời. Di chúc của ông đã gây ra nhiều tranh cãi, chủ yếu từ phía gia đình và các đồng nghiệp. Tuy nhiên, cuối cùng may mắn là di chúc này đã được thực hiện. Và chủ nhân của những giải Nobel đầu tiên vào năm 1901 là Nobel vật lý Wilhelm Conrad Röntgen, người phát hiện ra tia X. Nobel hóa học Jacobus Henricus van 't Hoff, người phát minh ra các định luật nhiệt động học và hóa học. Nobel y học Emil von Behring, phát hiện ra huyết thanh điều trị bệnh bạch hầu. Nobel văn học, nhà thơ Sully Prudhomme, với những vần thơ ca tinh tế và giàu cảm xúc. Nobel hòa bình được trao cho Henry Dunant, người sáng lập hội chữ thập đỏ, và Frederick Percy, một nhà kinh tế học và cũng là một nhà hoạt động hòa bình. Và đó là lịch sử của giải thưởng này. Hàng năm để chọn ra người đoạt giải Nobel, một quy trình đề cử và chọn lựa rất nghiêm ngặt sẽ được thực hiện. Và mình sẽ tìm hiểu về quy trình này trong bài sau nha. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.